mưa đã dần tạnh và bầu trời bắt đầu quang đãng. Qua qua ơi, cậu đã bao giờ nhìn thấy cầu vồng trắng chưa? Cầu vồng trắng ư? Tớ có thể tìm cầu vồng trắng ở đâu? Ha ha ha. Bên cạnh cầu vồng nhiều màu còn có cầu vồng trắng, cầu vồng đỏ và các loại cầu vồng khác. Ồ, thật kỳ diệu. Tớ sẽ đi tìm cầu vồng. Tớ sẽ chụp ảnh tất cả các cầu vồng và cho bố mẹ xem. Hãy chụp ảnh cầu vồng. Hai cầu vồng xuất hiện khi ánh sáng mặt trời được phản chiếu hai lần trong các giọt nước. Đây được gọi là cầu vồng đôi. Ồ, tớ cũng phát hiện ra rằng chuỗi màu của hai cầu vồng bị đảo ngược. Qua qua, cậu đã làm rất tốt. Qua qua qua. Trời đang mưa. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu chàm, màu tím. Cầu vồng có 7 màu, đẹp quá. Có nhiều loại cầu vồng khác nhau, hãy tìm chúng nhé. Mặt trời lặn. Kiki, nhìn này, có một khuôn mặt tươi cười trên bầu trời. Nó đang mỉm cười với tớ. Ha ha ha. Chà, nó được gọi là cầu vồng lộn ngược, xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ bên trong các tinh thể băng. Thật kỳ diệu, tớ muốn tìm nhiều cầu vồng khác nhau. Qua qua, cậu có còn nhớ cầu vồng được hình thành như thế nào không? Mình biết rồi. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào giọt nước, nó bị phản xạ và khúc xạ tạo thành cầu vồng. Thật tuyệt vời. Có nhiều loại cầu vồng khác nhau, hãy tìm chúng nhé. Trời có sương mù, bạn có thể thử tìm cầu vồng sương mù. Cầu vồng thường xuất hiện vào những ngày có sương mù. Nó có màu trắng. Qua qua ơi, một cầu vồng trắng. Thật kỳ diệu. Hãy đi tìm những cầu vồng khác nhé. Cầu vồng thường xuất hiện vào những ngày có sương mù. Nó có màu trắng. Qua qua ơi, một cầu vồng trắng. Thật kỳ diệu. Hãy đi tìm những cầu vồng khác nhé. Trời tối dần,
đi tìm cầu vồng mặt trăng nhé. Cầu vồng mặt trăng là cầu vồng xuất hiện dưới ánh trăng. Nó không sáng như cầu vồng dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng cầu vồng mặt trăng cũng đẹp. Hãy đi tìm những cầu vồng khác nhé. Trời đang mưa. Cầu vồng mặt trăng là không sáng như cầu vồng dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng cầu vồng mặt trăng cũng đẹp. Hãy đi tìm những cầu vồng khác nhé. Dạng đông. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu chàm, màu tím. Cầu vồng có 7 màu, đẹp quá. Có nhiều loại cầu vồng khác nhau, hãy tìm chúng nhé. Trời có sương mù, bạn có thể thử tìm cầu vồng sương mù. Cầu vồng thường xuất hiện vào những ngày có sương mù, nó có màu trắng. Qua qua ơi, một cầu vồng trắng, thật kỳ diệu. Hãy đi tìm những cầu vồng khác nhé. Kiki, nhìn này, có một khuôn mặt tươi cười trên bầu trời. Nó đang mỉm cười với tớ. Ha ha ha. Chà, nó được gọi là cầu vồng lộn ngược, xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ bên trong các tinh thể băng. Thật kỳ diệu. Tớ muốn tìm nhiều cầu vồng khác nhau.